Rồi, mình tiếp tục nha con. Rồi. Dạ. Now, continue. Now, the next part, sao mai? Just Yeah. Just before o'clock, everyone start arriving. Some before. Arriving. What does it mean? Arriving. Nghĩa là gì con? Con sẽ có từ arrive này. Ha? Cái kia là từ nó thêm in rồi. Đến. đang đến đúng không con? Ừ, đúng rồi, ở đó người ta sẽ dùng là đang đến đó. Rồi, tiếp Dạ. nào sao mai? Some were burning customs À, lost con sẽ có customs. What do it mean? custom là Hóa trang. Trang phục hoặc là trang phục hóa trang custom đó. Con sẽ có trang phục hoặc là cái từ đó custom custom trang phục hóa trang rồi nào continue còn có gì nữa nào lost Lost brought delicious food with them. But then it began to rain. À, con có từ began. What does it mean? Là nhưng bầu trời nó đã mưa hay sao con? À, con sẽ đúng rồi. Con sẽ có từ đó. Từ be, đó là từ begin. Nó ở hiện tại, nó là begin ha. Và con sẽ Yeah. có quá khứ là began. Nó có nghĩa là bắt đầu. Trời thì lúc đó bắt đầu mưa. Đã bắt đầu mưa con ha. Yeah. Rồi, tiếp nào con. Sao Đố nó giống chữ đố. Nó sao con? nó giống như là chữ start đó cô, Đúng chữ rồi, đúng start rồi. Ừ, đúng, đúng rồi đó. no, Sophia said what shall we do, don't worry, sell missions from the camping À, con có shop, từ we'll you in a minute. camping. Camping nghĩa là sao con? The camping shop. Là một cái tiệm lều cô bán cái À lều đúng rồi, bán những cái thiết bị mà liên quan tới cái cửa hàng đó. À liên quan tới cắm trại á con. Rồi giống như nào. mình ở trong cabin đó cô, Hả? Mình giống ơi, mình là ở trong gì? cabin cabin có đúng không cô, Cabin. camping. Camping, camping. Nó khác cái đó là cái khu cắm trại, cắm trại để xem. Cô xem cái chỗ này coi no problem. Little close up đúng rồi. Con sẽ có là camping shop là cái cửa hàng bán đồ cắm trại. Rồi sao nữa nào? Continue. Tiếp đi con. See you in a minute. See you in the Con có mid. từ Là gặp lại minute nghĩa là gì? Minute. là phút, À, giây ok phút. con. Ừ. No problem. Nghĩa là gì con? No No problem. problem. No problem là không Con được có từ đúng không? problem là không có vấn đề gì. No problem. Yeah. Con sẽ có no problem. Không có vấn đề gì. Hả? Tiếp nào con. So Miss Cass from the little clothes store. I've got an idea. Never mind. So Miss Smart from the school office. I can help too. Miss Anne can pack with three foot tens. Miss Cat can pack with 24 umbrellas. Miss Smart came back with 10 big towels. Everyone ran around the umbrellas and hurried to move the tables and chairs and food inside the tents.
Ok, con sẽ có ở đây. Cái từ never mind. Never mind nghĩa là gì? Never mind. Ở đây cái từ này chắc con không biết rồi. Con có từ never mind là đừng có bận tâm ha. Con có từ mind là suy nghĩ hay là nghĩ ngợi gì đó. Thì con sẽ có never mind là đừng có bận tâm. Đó. Ví dụ giống như là con tặng cô một cái món quà đi, xong cô mới nói là thank you so much, thì con sẽ nói never mind, là đừng có bận tâm, ok, hoặc là don't worry hoặc là no problem, nó cũng vậy ha. Rồi tiếp nào, con có từ worry nghĩa là gì ta? Worry, worry ở đâu vậy cô? Con có từ don't worry ở đây nè, sao mai Không, don't worry. đừng lo lắng. Ok, đó, đừng có lo lắng hay là đừng có suy nghĩ, đừng có bận tâm. Rồi, con sẽ có gì? Came back. Came back nghĩa là gì? À, cái từ này con đọc làm sao? Con đọc lại cho Miss xem, cho cô xem. Cái từ này nè. Hey, À, Mr. À, Mr. Mr. Đúng rồi. Từ này nào? là đã trở lại. À, đã trở lại. Con có từ came back ha. Yeah. À, rồi. Rang, rang. Cái từ rang này là sao con? Rang. Ren là quá khứ của từ run. Đúng rồi, run around. Ok, hurry to. À, cái từ này có biết không? Hurry to. Hurry là nhanh lên, Đúng vậy rồi, là đúng chúng rồi. ta vừa bắt Khẩn tiếng đúng trương lên. Con sẽ có từ hurry. chưa? Khẩn trương lên. Hay là nhanh lên đó. Yeah. Khẩn trương hay là nhanh. Rồi, tiếp nào. Tiếp đi con. Now, and when they finish. And when they finished, the rain stopped, and the sun came out from behind the cloud again. So everyone had to carry the table and food packed outside into the street again, and to try and wet chairs with the towels. Then they sat down with their With their umbrella umbrellas and and laugh. lounge. Chữ laugh, what does it mean? Cười lớn. Đúng rồi, ok con. Now, at 5 o'clock. At 5 o'clock, William Inch entered. Enter, enter, what does it mean? Vào. Có nghĩa là vào đó con. Ok, continue. Con tưởng enter là internet chứ. Enter. Sao con? Con tưởng enter là internet. À, enter hết hả? Rồi, tiếp đi con nào. Yeah. The The dancing competition. But he didn't win. dancing Sophia's friend Patty did. At 6 o'clock, Grandpa's friend Richard won the sport with the Sophia award. road. Road. What does it mean? Là quá khứ của từ ride. Okay, how Ride about this? Won. won là quá khứ của từ win. Okay, did. Chiếc chiếc là không, À, nói chung cái là chỗ này nè, phần con sẽ thấy nè. Vào lúc 5 giờ ha, thì William á, đã bước vào tham gia cái cuộc thi nhảy. But he didn't win ha. Nhưng mà anh ta đã không chiến thắng. Nhưng mà là Sophia friends Betty did. Tức là cái bạn Sophie, à bạn bạn của Sophie á, thì là Betty thì đã làm được ha. Ở đây ở trên này con có là did not done nè. Nhưng mà ngay ở đây có did không thôi. Thì có nghĩa là đã làm được cái chuyện đó ha. Rồi tiếp nào. Now continue as it hurry. À ok, acid 30. At 6:30, William's friend Dan won the hopping race. Mr. Tripp won the Mrs. Thế skipping. con, Mrs. Trip. Mrs. Tripp won the skipping.
Grace and Sophia's one grandmother won the running race for grandparents. At 7 o'clock, Uncle Harry. Uncle Harry won a prize for the funniest Funniest custom. funniest custom. He looked like an octopus, but couldn't hold a sandwich in his 8 arms. Ok, con sẽ có từ look like nghĩa là gì nào? Look like. Ai làm Con sẽ có nhìn từ rồi thích look ha. đúng không? Từ look. Look là trông có vẻ. Look like trông giống như. Ở đây con có cái gì? Con xem lại cái câu đó, con sẽ có là Funniest, funniest. He looked like an octopus. À, ông ấy trông có vẻ là giống, trông giống với lại là cái con bạch tuộc. Ok, nào, at about 8 o'clock. About 8 o'clock, Mr. Water Water stood up. stood up and said loudly, "Let's thank Sophia and William for their fantastic idea and hard work. Thank you, Grandpa's pen, for the great music. Miss Tripp for letting us use your garden for the volleyball match and for your delicious music. And we mustn't forget to thank Mr. Saint, Miss Kite, and Miss Smart for your help too. What an adventure! Yes, hooray! Well done!" Everyone sat and clapped. No one went home before midnight. À, con có từ clap. What do it mean? Hát là vỗ tay. Ok, good. Ở đây con sẽ có từ gì nữa ha? À, cái cụm chỗ này nè. Let us use. Nghĩa là sao ta? Let us use. À, letting. À, con sẽ có là, ví dụ như từ let thôi. Ở nguyên mẫu này thì là cho phép ha. Hay là hãy, hãy gì đó. Ở đây con sẽ có là let gì? Let us use. Để cho chúng tôi sử dụng ha. Cho phép chúng tôi sử dụng đó. Từ không con, sử dụng cái gì đó? Sử dụng cái sân vườn hả? Let us use your garden ha. Đúng rồi. Ok. And the last part. Sao mai? That was such a cool day. Was not a cool day, said William the next morning when he sat down quietly to read his new music magazine. Yes, it was Brilliant. brilliant, brilliant, said Sophia. "Hey, next year, shall we call it a summer festival and have a different?" Sophia, William said, "It's much too early to start talking about that yet." Okay, very good. And now you have this sentence. That was such a cool day. Còn có cái câu này. That was such a cool day. That này. Was such a cool day. Con sẽ thấy ở đây mình dùng từ such á, để mình nói ở đó là một cái ngày thật là tuyệt ha. Con sẽ có cái câu này, con sẽ có là đó là một ngày thật là tuyệt. Rồi, con sẽ nhìn thấy ở đây nè, con có chữ such ha. Thì con sẽ nhớ nè, such
xong sẽ tới ờ hoặc là ẩn rồi tới đây. Rồi để cái này phải dạy cho con đi. Đây, con sẽ có cái cấu trúc này nhé. Say with you the board. Here. Con sẽ có câu với such. Ồ, sao nó không lên? Rồi, ở đây con sẽ có nè, chữ search và chữ so. Cả hai cái này đều có nghĩa là rất, hay là thật tuyệt đó, hay là rất, rất cũng được, đó là một ngày rất tuyệt cũng được. Thì con sẽ thấy nè, ở cái cách mình dùng chữ so. Thứ nhất, mình có chữ, mình dùng chữ search trước, chữ so đi, chữ so nó đơn giản hơn. Và such thì nó có nghĩa là rất, thì con sẽ có như vậy. Đầu tiên con có chữ so, thì cái cách mình ví dụ và mình sẽ có như vậy này. Ví dụ như cô có là this book is so useful, rất là hữu ích, thì cô sẽ dùng như vậy, this book is so useful. Nhưng mà khi cô mà muốn dùng với lại là từ so, nó cũng mang cái ý nghĩa như vậy, thì cô sẽ dùng như vậy. This is a such, sorry, this is such a useful book. Con thấy khác biệt chưa? Con sẽ thấy hoặc ở chỗ chữ this này con có thể dùng cái từ it is such a useful book. Sao Mai hiểu không? Ví dụ ở đây con sẽ thấy sâu, từ sâu này nè con sẽ cộng với một tính từ liền, con sẽ có công thức nè là sâu. Xong để viết lên lớn lên đi, sâu con sẽ cộng với một adjective liền, một tính từ ha. Thì cái tính từ này là nó có những cái ví dụ, ví dụ con có tính từ gì, con có từ useful nè, những cái này thì gọi là tính từ. Rồi con có từ happy nè thì gọi là tính từ, sad hay là từ gì, Right. great, ok great, hay là con có từ exciting hay là interesting. Ok, hay là từ funny funny, từ gì nữa ta? Còn gì nữa không? Nghĩ xem. Hay là từ beautiful. Quá được không, được không, yêu Từ gì con? được, wonderful. Wonderful. Ok. Đó. Thì con có những cái này mình gọi là tính từ con nhé. Rồi. Thì con sẽ có cái câu này. This book is so useful. Còn với từ search thì con có công thức là gì? Con sẽ có từ search, sau đó con sẽ phải cộng với hoặc là in nếu nó ở số ít nhưng mà thường con mới ở cái lớp 5 thì mới học là in thôi. Xong sau đó con sẽ cộng với một tính từ, rồi sau đó con phải cộng với một danh từ nữa nó mới được ha. Thì cái danh từ là gồm những chữ, như chị hôm trước mà cô nói con rồi nè, chữ tree hay là chữ jar hay là chữ girl hay là chữ ruler, tất cả những cái gì chỉ vật, chữ với người thì gọi là danh từ ha. Rồi ví dụ ở đây con sẽ có cái câu này nè, this is such a useful book, hoặc là con dùng it is such a useful book cũng được. Hoặc còn với danh từ số nhiều thì mình làm sao? Con ví dụ như ở đối với danh từ số nhiều thì con sẽ có vậy này. Ví dụ giống như là anh này nó không có ha. Thôi. Với danh từ số nhiều thì con sẽ làm như vậy. Con sẽ có such. Rồi, con sẽ cộng với, tại vì danh từ số nhiều thì con sẽ không có anh. Con sẽ cộng luôn với tính từ. Và sau đó con cộng với danh từ số nhiều, ở đây thôi cô viết chữ
tiếng Việt để cho con dễ nhớ cái từ này đã ha, danh từ số nhiều. Ở tiếng Anh con sẽ có cái từ đó gọi là mà plural, plural nouns, à, danh từ số nhiều. Còn ví dụ như là these are, chúng là ha, họ đây là these are, ví dụ như these are such beautiful flower. Hay là these are such beautiful flowers. Beautiful flowers. Rồi, ok, con hiểu không? Hoặc là con, ví dụ như cô có một cái ví dụ khác, they are, ví dụ như they are such nice girl, à đó là những cô gái rất là tuyệt, được không con? Ừ? Rồi bây giờ sao mai cho cô ví dụ xem, cái này tí nữa con viết vào vở nhé, cái phần này là nó có trong bài thi này, trong bài thi nếu con muốn đi thi đó. Ví dụ của chữ shop, Sâu, số chịu sâu trước hiệu. đi con, chịu sâu trước đi. This my shoes. À, my shoes, con sẽ có là my shoes Are are beautiful. beautiful. So beautiful. À, so beautiful. Ok. Rồi, nếu là câu này, con beautiful. Rồi, bây giờ con chuyển cái câu này thành chữ mà con dùng sách thì xem nào. This is Sao mà ít đi hai my cái giày nè, con shoes. đang dùng A này thì con phải dùng gì? Con There sẽ dùng are. à, TA cũng được. À, con sẽ dùng TA cũng được. Nhưng mà tốt nhất con nên dùng là đây đi. Hoặc là con dùng từ đây đi. They are. Chúng là những chiếc giày rất tuyệt. Are short Search. short Cái này số are à, số nhiều thì con phải xem ở dưới này, search gì? short beautiful shoes. Đúng rồi, beautiful shoe. Ok, rồi. Con cho cô một ví dụ khác nữa xem. Ví dụ khác đi sao mày. Cô giải tán đi, chút nữa cô khóc nha. Cái gì? Con cho ví dụ khác đi con. Con nghĩ ra được câu gì không? Xô nữa hả cô? Hả? Xô đúng không cô? Chữ xô. Sâu, đúng rồi, đúng rồi. Con làm với sâu trước đi. Rồi con đổi ra. Hả? Cái gì con? My books. My English books, My đúng không cô? English book. Ok. Books are also useful. Also useful. Ok, rồi con đổi ra thì con có gì nè? Dạ. Còn đổi nha, sẽ có là there are short They are, con dùng they are đi. They are such. short their short useful books, Useful. English books.
English book, that's right. Ok, good. Hoặc là bây giờ cô có câu này nha. Ví dụ như cô có là My mom is so nice. Câu này con làm sao? Con sẽ Mẹ tôi là một mẹ tôi thì rất là tốt. Rất là tốt bụng. So kind đi. Mẹ tôi thì rất là tốt đi, tốt bụng đi, con sẽ có từ kind đi. Right. Thì con sẽ để đổi ra sao? Câu này khó à. với Con sẽ cứ dùng vậy này. My mom is such a Ý kind cũng woman. y chang lắm cô, Hả? Such a kind woman. mình cũng viết y chang vậy đâu À, con phải thêm chữ woman vào chứ. cô. À, nó cần một danh từ thì con phải tự nghĩ ra. À. Rồi, con cho cô một ví dụ khác đi. Con dùng such a đi. Còn cái gì nữa không? Số nhiều hay số ít cô? Có ít á. Số ít. Con dùng được với số số nhiều rồi nè. Bây giờ con thử một câu với số ít đi. My desk. My My dad, my dad, hay là my This. Short. Short. desk. Is chứ, phải là is đã. This is Such. short. Beautiful. 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 Beautiful what? Gì nữa con? Beautiful. So beautiful. Best. À, con ví dụ như con sẽ có câu này. Con làm hơi bị khó rồi đó. Con sẽ có nè. My desk is such a beautiful furniture. À, con sẽ có là cái bàn của tôi á, là một cái nội thất đẹp, cái đồ nội thất đẹp, rất là đẹp. My desk is such a beautiful furniture. Hoặc rồi nếu con này con dùng với so thì con sẽ dùng sao sao máy? My My desk. desk is so beautiful. Ok, đúng rồi đó. Thì chỉ cần vậy thôi. Con thấy là cái cấu trúc mà dùng với lại là such nó hơi phức tạp hơn xíu ha. Rồi, con có thể viết những cái ví dụ này vào. Con chọn hai cái, con viết thêm vào cái bài phần bài của con ha. Con thích cái ví dụ nào thì con viết vào. Cái nào mà con thấy, con cảm thấy là con dễ nhớ đó. Rồi, bài về nhà, con sẽ chép cái phần này vào ha. Và con sẽ học thuộc cái từ vựng này này, để con tăng cái lượng từ của con lên ha. Rồi con sẽ chụp cho cô cái bài mà con vừa làm đó, cái bài mà phía dưới cái câu chuyện vừa rồi á, được không con? Dạ được. À, chụp phần bài tập phía dưới câu chuyện này. Rồi con sẽ mở cái sách này nè, con mở sách này giùm Miss để con dùm cô đi. Con sẽ có sách con sẽ có cái sách Get Ready á. Con thấy cái sách Get Ready không? Con mở sách Get Ready ra đi. Con có thấy từ Get Ready for Flyers đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mở ra trang mấy cô? À, hả? Con khoan, để cô mở ra đây.
Rồi, đây. Con nhìn thấy màn hình không? Rồi. Con sẽ à cái phần nghe này thì hôm sau cô sẽ để cô sẽ cho con nghe nhé. Rồi, bài của con á, con sẽ làm bài này nè. Cái bài này nó dễ nè. Tức là con sẽ có bài số 1, mình sẽ làm bài số 1 đây nè. Con sẽ làm cho cô bài Unit 1 trang số 4. Rồi, trang số 4 thôi, con làm trang số 4 đi. Chứ tại vì bài cũng nhiều rồi, tại vì con phải. Con rất ghi không Ừ? cô? Cái từ có không cần biết, con có cần À, ghi không cô? con từ nào con không biết con cứ chừa ra hôm sau mình sẽ sửa ha. Con cứ làm đi để cô biết là chỗ nào được và chỗ nào chưa con nhé. Mình sẽ Dạ. có là sách sách get ready nè. Set get ready for players. Thì con sẽ làm là unit 1. Con sẽ làm page số 4 nha. Một mình page số 4 thôi. Cái nào con làm được thì làm, không được thì hôm sau cô sửa. Con làm xong con sẽ chụp bài gửi cô nhé. Yeah. Ok, that's all. Do you have any question? Con có câu hỏi gì không? Dạ, hôm em tại ở trường con có 5 chữ con chưa hiểu. À, rồi con cái chỗ nào? Tôi không biết ra. Không, con Con nhắn có cho tiếp. Miss đi. Tí nữa con nhắn cho Miss đi rồi Miss sẽ trả lời con. Hả? Dạ. Ok. Rồi tại vì giờ nó cũng sắp hết, nó sắp tắt rồi nè. Ok con. Ok. Bye bye sao Ok. mai. Bye Bye bye. Con nhắn bye. liền nha, con nhắn liền đi. Dạ. Ừ, Dạ. ok con. Ừ, bye bye. Bye bye. Ừ.